Xin chào các bác, sau đây hướng dẫn các bác chỉnh củ phanh dầu xe đạp. Đây đầu tiên là một cái cụm phanh dầu bình thường, nó sẽ có hai cái ốc này này cố định cả cụm phanh dầu này. Hai là có hai cái ốc này gọi là hai ốc ngang nhé. Khi mà mình nới nó ra, đấy, khi mình nới nó ra, thì nhiệm vụ của nó là nó có thể cho phép cái củ này nó tịch tiến sang hai bên. Thì nhiệm vụ là mình chỉnh làm sao cho cái đĩa nó nằm chính giữa hai cái má, cân chính giữa hai cái má là được. Có một số dòng xe ấy, thì nó không có hai ốc này nhá, và thay vào đấy là cái ốc này này, hai cái ốc này sẽ bắt trực tiếp vào cái cục trước của xe. Đấy, nó sẽ làm một cái tay ra đây và cái này bắt trực tiếp vào luôn. Đấy. Nhưng mà chủ yếu là mình để ý hai cái ốc này thôi, hai ốc này để hai ốc để chỉnh này. Cái phanh dầu có một cái đặc điểm là khi mình bóp phanh, đấy thì cả hai má nó đều tịnh tiến vào và khi nhả ra thì cả hai má đều nhả ra đều. Phanh cơ thì loại rẻ ấy, thì một bên khi bóp ấy, thì bên này nó vào thôi, bên này thì nó sẽ đứng yên. Đấy, thành ra là phanh cơ chỉnh kiểu khác, em có video chỉnh riêng rồi. Phanh dầu thì về cơ bản mình sẽ bóp chặt phanh này. Đấy. Trên tay phanh mình bóp giữ chặt thì hai cái má nó sẽ ôm lại, nó ôm cái đĩa nó nằm chính giữa hai cái má luôn. Sau đấy bắt đầu mình siết hai cái ốc này, siết vừa vừa căng tay tí thôi. Đấy. Bắt đầu mình nhả nó ra. Đấy, về cơ bản thì khoảng tầm đến 70 đến 80% là khi nhả ra nó sẽ cân hai bên nhé. Tức là má nhả ra thì cái đĩa nó nằm hở hở đều cả hai bên, tầm độ tầm 1,5 ly đến 2 ly. Có một số loại thì khi nhả ra thì nó vẫn hơi bị lệch một tí, thì các bác cái ví dụ như con này này. Con này thì bên này nó sẽ hở nhiều hơn một tí. Nó hở bên này nhiều hơn một tí thì mình nới ốc này ra. Mình đẩy nó sang bên kia một tí tí thôi. Đấy. Xong bắt đầu mình siết lại. Đấy thì nó sẽ cân đều cả hai bên. Nó cũng khá là dễ. Nếu mà trong trường hợp cái đĩa phanh nó bị đảo ấy thì các bác xác định cái điểm đảo. Ví dụ nhá, các bác quay đến đây thấy nó chạm sang bên này phát là biết cái chỗ cái điểm này của đĩa phanh nó chạm bên này. Bắt đầu mình quay mình giữ cái điểm đấy, ví dụ đến chỗ này nó đảo thì mình cầm cái điểm này mình kéo ra, mình áng chừng là cái điểm đảo nó sẽ nằm dịch vào trong một tí nữa. Đây ví dụ nó chạm ra, nó đảo ra phía bên này thì mình dùng cái lục giác hoặc là cái gì nó thẳng như cái tua vít ấy, mình bẩy nó vào một tí tí đầy như này là ok. Thế cái điểm nào nó bị đảo thì mình chỉnh vào một tí. Đấy. Cái xe nó ví dụ cái xe nó đắt tiền tầm 15 20 triệu đổ lên ấy, thì cái đĩa nó thường rất là tròn. Tuy nhiên những cái xe phanh dầu bây giờ tầm loanh quanh 10 triệu đổ lại thì những cái đĩa này nó nhiều lúc nó sẽ bị đảo do quá trình vận chuyển. Phía sau thì mình cũng lưu ý là mình chỉnh bằng hai ốc này nhá, cũng tương tự thế thôi, hai ốc này. Phía sau thì nhìn từ trên này xuống luôn. Phía trước thì có thể mình nhìn từ hai chỗ, một là nhìn từ ở đây cũng dễ này. Hai là mình nhìn từ trên này xuống. Đấy. Em thì hay nhìn từ từ góc trên này xuống thôi. Trên này xuống dễ nhìn hơn. Em thì hay nhìn từ trên này xuống, quay video thì hơi khó, nhìn trên này xuống nó dễ hơn nhé. Nói chung là nhìn làm sao cho cái đĩa nó nằm chính giữa hai cái má là siết căng cái ốc là được. Rồi cảm ơn các bác xem hết video nhé, chào các bác.